Living closer to the sun doesn't mean there's always enough light. Doosan Power Generation Technology is filling the darkness with rays of hope. Building your tomorrow today. Doosan. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Doosan Mena ngày 28 tháng 2 bằng các nội dung chính sau. Lễ chúc mừng tổ panel Fabrication 1 của nhà máy Boiler sau khi giành chức vô địch tại cuộc thi Kaizen Doosan toàn cầu. Ban lãnh đạo công ty tổ chức chuyến thăm và kiểm tra các Kaizen 2 trong tháng 2. Và cuối cùng là tin về chuyển xuất thiết bị khử mặn của nhà máy Water sang Ả Rập Xê Út. Sau đây mời các bạn đến với bản tin chi tiết. Sáng ngày 26 tháng 2 vừa qua, tại nhà máy Boiler, công ty Doosan Vina đã long trọng tổ chức lễ chúc mừng những quán quân Kaizen sau khi giành cúp vô địch tại cuộc thi Kaizen Doosan toàn cầu diễn ra tại công ty ở Hàn Quốc vào ngày 6 tháng 2 vừa qua. 12 thành viên của tổ panel Fabrication 1 nhà máy Boiler đã được ban lãnh đạo cùng toàn bộ công nhân viên nhà máy Boiler đón chào nồng nhiệt và vinh danh với băng rôn, hoa và bánh khi trở thành quán quân cuộc thi Kaizen Doosan toàn cầu diễn ra tại Hàn Quốc trước đó. Kaizen giao vạc mẹp kẹp ống panel và cầu mini do tổ sáng tạo giúp họ vượt qua 6 Kaizen xuất sắc đến từ Doosan Heavy Industry and Construction và Doosan IMGB Romania, vốn rất mạnh trong hoạt động cải thiện sản xuất. Từ những khó khăn trong công việc mà 12 thành viên của tổ, dưới sự dẫn dắt của tổ trưởng Phan Thanh Phát, team leader Nguyễn Vũ Thiều và kỹ sư hỗ trợ Trình Văn Dương, rất nhiều phương án được đưa ra như cải tiến giao vạc mép, làm giàn vạc mép, phân chia lại thời gian sử dụng cầu, lắp thêm cầu mới. Ban đầu, tổ chế tạo giao vạc mép kép có thể vạc mép trong và ngoài cùng lúc. Ý tưởng này đã giúp giảm bớt công đoàn do tay, tăng năng suất lên 112%. Boiler panel 3번에 다시 한번 축하 말씀을 드립니다. Một lần nữa tôi xin chúc mừng tổ chế tạo panel 3 của xưởng Boiler. Không dừng lại ở đó, tổ tiếp tục cải tiến và khắc phục triệt để vấn đề chơ cầu bằng một ý tưởng táo bạo và sản phẩm hoàn thiện, cầu mini chuyên dùng cho vạc mép ống. Việc di chuyển cầu ban đầu thực hiện bằng khí nén, nhưng trải qua phân tích và so sánh, phương án dùng động cơ điện được cho là tối ưu và đã thực nghiệm thành công. Qua nhiều lần Kaizen, tổ đã chế tạo thành công bộ giao vạc mép kẹp ống panel và cầu mini, vừa giúp tiết kiệm hơn 2.000 men hao cho riêng dự án Mông Dương 2, vừa giảm 45% chi phí thay giao và loại bỏ hơn 10.000 giờ sử dụng cầu. Ngoài ra, bộ Kaizen này còn giúp công nhân giảm nguy cơ bệnh khớp và tăng chất lượng sản phẩm. Chào anh, xin anh cho biết không khí cuộc thi hiện tại tại công ty mẹ như thế nào ạ? Xin chào mọi người, thì không khí cuộc thi tại công ty mẹ, đây là một cái cuộc thi có tổ chức rất là lớn và rất là chuyên nghiệp. Thì không khí đối với tôi rất là căng thẳng và nói chung là về vấn đề con người thì người ta rất là ổn định và cái cuộc thi nó rất là nghiêm túc. Cho nên từ như thế là tôi rất là căng thẳng, nhưng sau này tôi đã cố gắng hình thành giống như người ta để có thể mình hòa đồng được và mình tiếp tục để sân chơi với hơn người ta. Và cảm giác của mình khi đội của mình được nhận giải lên thế nào anh? Cảm giác của tôi khi nhận giải là tôi rất là hạnh phúc vì được đại diện cho nhà máy Boiler và công ty Doosan Vina. Và đây cũng là những lời mà giám đốc tôi là có gửi gắm cho tôi là hãy cố gắng. Và cũng như là lúc trước khi đi là bác tổng riêng Ha có nói là đi qua bên đó là người Việt chúng ta phải cố gắng chứng tỏ mình là ai. Và khi mà được giải thì anh là nghĩ tới ai đâu tiên ạ? Khi tôi được giải thì điều đầu tiên tôi nghĩ là về công ty Doosan Vina. Và thứ hai nữa là tôi nghĩ về nhà máy chúng tôi. Và thứ ba nữa là tôi nghĩ về tất cả anh em trong tổ chúng tôi. Chắc chắn là người ta sẽ rất là hạnh phúc khi được nghe tin vui như thế này. Ngoài những phần thưởng mang về từ Hàn Quốc, toàn tổ sẽ được tưởng thưởng bằng một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm đến Hà Nội, Hải Phòng, Hà Long và công trường nhiệt điện Mông Dương 2 tại Quảng Ninh. Hoạt động cải thiện Doosan Vina đã có những bước tiến dài và đóng góp quan trọng vào công việc sản xuất của các nhà máy trong suốt vài năm vừa qua. Và để khích lệ cũng như công nhận những thành quả lao động sáng tạo của các công nhân viên một cách kịp thời, ban lãnh đạo công ty đã thực hiện chuyến thăm các Kaizen tổ hàng tháng.
tổng cộng 9 khe sân hay đã được sáng tạo ra trong tháng 2 năm 2013. Những chuyến thăm của ban lãnh đạo chiều ngày 26 tháng 2 chỉ tập trung tham quan vào 4 khe sân xuất sắc nhất của tháng của các tổ Header Fabrication 1, nhà máy Boiler, tổ Machining Unit 1, nhà máy MHS, tổ Machine, nhà máy Water và tổ Machine, nhà máy CPE. Nhị với 4 khe sân này cũng đã giúp công ty tiết kiệm trên 300 triệu đồng và 6.158 mén hao trong việc sử dụng các dự án. Khe sân dàn giả đỡ con lăng, dựng các ống và bàn facing để gom ống theo một dây chuyền khép kín của tổ Header Fabrication 1 nhà máy Boiler, giúp tiết kiệm 4.800 mén hao thời gian cân chỉnh, giảm số lần đo kích thước và thời gian chờ đợi cầu của dự án nồi hơi Gucci. Khe sân lunette của máy tiến thành nồi rít chuyên dùng cho quá trình gia công hanger rod của tổ Machining Unit 1 nhà máy MHS với việc chế tạo giá đỡ khi gia công, giúp giảm đáng kể thời gian gia công và mép hàng cũng như tiết kiệm chi phí kiểm tra UTMT. Theo tính toán, khe sân này giúp tiết kiệm 707 men ao trong chế tạo hanger rod của dự án Mông Dương Đất. Trong khi đó, khe sân chế tạo rít để sử dụng máy cắt inside tube, các dầu outlet của nhà máy Water giúp tăng hiệu quả làm việc, tăng tính an toàn hơn và tiết kiệm hơn 16.000 USD trong chế tạo unit 8. Và khe sân trước giả đặt chi tiết các kết cấu phức tạp khi gia công của tổ machine CPE tiết kiệm 30 men ao. Hoạt động OE là một trong những hoạt động đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho quá trình sản xuất kinh doanh của Dusanmina, đóng góp tích cực vào việc cải thiện năng suất sản xuất, giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động, đồng thời tiết kiệm một khoản lớn cho ngân sách công ty. Nhà máy Water vừa hoàn thành việc xuất thiết bị khử mặn thứ 3 có kích thước bằng một sân bóng đá và nặng gần 3.500 tấn sang Ả Rập Xê Út. Đây là chuyến xuất hàng thứ 2 của dự án Ras Al Khaimah 3 unit của Dusanmina nằm trong tổng dự án 8 unit do công ty mẹ tại Hàn Quốc thắng thầu mà sẽ được lắp đặt tại khu phức hợp nhiệt điện và khử mặn Ras Azor nằm trên bờ vịnh Ả Rập Xê Út. Cũng như thiết bị khử mặn được xuất vào đầu tháng 1 năm nay, thiết bị được xuất lần này có công suất tạo ra 91 triệu lít nước sạch mỗi ngày, nặng gần 3.500 tấn, cao 16 mét, rộng 25 mét và dài 125 mét. Với các thông số này, thiết bị khử mặn do công nhân viên nhà máy Water chế tạo có kích thước tương đương một sân bóng đá và cao tương đương một tòa nhà 5 tầng. Tính đến nay, nhà máy Water đã hoàn tất chế tạo 4 thiết bị khử mặn khổng lồ này và đã xuất thành công 3 thiết bị. Một thiết bị hoàn thành còn lại dự kiến sẽ được xuất vào đầu tháng 3 tới. Việc di chuyển và đưa lên tàu thiết bị khử mặn khổng lồ này phải tốn hàng giờ. Việc nâng lên, hạ xuống đều được tính toán chi li đến từng cm để đảm bảo an toàn cho thiết bị. Sau khi rời cảng Dusanmina, thiết bị này sẽ cùng con tàu MV Cores SPB No. 2 quốc tịch Hàn Quốc thực hiện hành trình kéo dài gần một tháng để đến với công trường lắp đặt tại Ả Rập Xê Út. Dự kiến, thiết bị này sẽ cập cảng Ras Azor vào ngày 20 tháng 3. Mời các bạn cùng xem một vài video clip về cảnh báo và giáo dục an toàn trong lao động sản xuất sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip hài ngắn của Just For Fun. Ha ha ha!
Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa hôm nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Lusamina DVTV V4N15. Bản tin Lusamina đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sau. Thân ái chào tạm biệt. Living on the water doesn't mean you always have enough to drink. Doosan desalination technology is turning seawater into water for life. Building your tomorrow today. Doosan.